Xin chào quý vị khách hàng. Hôm nay Chiến sẽ giới thiệu tới các bạn một mẫu máy xông khói khử mùi diệt khuẩn trên ô tô. Trên màn hình của quý vị và các bạn là dòng máy xông khói khử mùi diệt khuẩn trên nội thất ô tô nhé. Với cái dòng máy xông khói khử mùi diệt khuẩn này thì nó khuếch đại tinh dầu vào các mọi ngóc ngách trong ô tô. Khi ô tô của bạn có mùi hôi khó chịu, từ mùi như mùi khói hút thuốc, mùi bụi bẩn, mùi ghế da hay là mùi của những thức ăn thừa, nó khiến bạn rất là khó chịu. Vậy làm cách nào để hết cái mùi hôi nó? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là dòng máy xông khói khử mùi diệt khuẩn. Với cái dòng máy xông khói khử mùi diệt khuẩn này thì nó sử dụng cái tinh dầu thơm khử mùi diệt khuẩn. Với cái dòng tinh dầu này nó kết hợp với máy, nó sẽ tạo ra các cái màn khói đi vào mọi ngóc ngách của ô tô của quý vị và các bạn, diệt nấm, diệt vi khuẩn, khử mùi. Máy xông khói khử mùi cho nội thất ô tô có thiết kế rất là nhỏ gọn, trọng lượng chỉ khoảng 3 kg, công suất 1500W. Cách sử dụng tương đối là dễ dàng. Đầu tiên quý vị cắm nguồn điện 220V. Tiếp đến cho dung dịch khử mùi vào đây, dung dịch khử mùi, nó dung dịch khử mùi diệt khuẩn đây. Bật công tác xăng nấc số 1. Ở cái máy của chúng tôi đang bán thì có máy nó có hai nấc. Nấc số 1 là nấc máy hoạt động full khử mùi, nấc số 2 là nấc bảo dưỡng máy. Và cái nút tròn tròn đây là nút vặn để chỉnh cái thời gian full khói. Tiếp đến là Chiến sẽ cắm test cho quý vị và các bạn xem cái máy nó hoạt động như thế nào. Chính là cắm điện test cho quý vị và các bạn xem đây. Khi mà cắm điện bật công tác xăng nấc số 1 thì máy nó sẽ khởi động mất từ 3 đến 5 phút quý vị nhé. Máy nó khởi động tương đối nhanh đấy, mất từ 3 cho tới 5 phút. Lúc nào cái nút này nó sáng là báo hiệu full được. Thì lúc đấy mình sẽ vặn cái nút tròn này. Mình sẽ vặn cái nút tròn này để cho nó chạy. Đấy, lúc nào cái này nó sáng lên thì mình vặn nút tròn để cho nó phun ra khói. Vậy là máy đã hoạt động được rồi quý vị nhé, máy đã phun được rồi nhé. Khi mà nút này nó sáng lên là máy đã phun được rồi này. Thì mình cứ vặn cho nó hết, tùy vào mình dùng thôi. Mình một cái vòng tròn này là phun được 5 phút quý vị nhé. Trong 5 phút đấy nó chỉ chu kỳ nó chỉ được 4 đến 5 lần thôi. Này, khói ra rồi này quý vị này. Đấy, đây là khói tinh, khói khử mùi nhá, chứ không phải khói thông thường đâu quý vị nhá. Đây là khói để khử cái mùi hôi trong nội thất ô tô. Cái làn khói này nó có kết hợp với tinh dầu, nó đi vào mọi ngóc ngách của cái ô tô của mình để diệt khuẩn. Đấy, nó sẽ đi vào mọi ngóc ngách luôn. Và mùi khói này là khói được từ tinh dầu nên nó có mùi thơm nhẹ nhàng. Thông thường thì mỗi một ô tô để xông cái khử mùi diệt khuẩn này thì chúng ta xông cho nó khoảng 2 phút. Khoảng 2 phút là được. Đấy, tiếp khi mà dùng xong máy rồi thì chúng ta để cho máy nó nguội. Máy nó nguội hẳn và chúng ta bật sang nấc số 2, dùng một cốc nước lọc, đựng nước lọc nhé, để cho máy nó hút cái nước lọc đấy cho nó hết các cái cặn của hóa chất đi. Hay cách cặn của cái tinh dầu đi nhé. Đây là cách bảo dưỡng máy. Khi mà chúng ta đã dùng xong máy rồi thì chúng ta để cho máy nó nguội hẳn. Tiếp đến là quá trình bảo dưỡng, đó là lấy một cốc nước lọc và bật sang nấc số 2. Đây, bật sang nấc số 2 là nấc bảo dưỡng quý vị nhé. Đấy, bật sang nấc số 2 là nấc bảo dưỡng. Và vặn cái nút tròn này lên để nó hút nước ra. Quý vị nhớ nhé, khi mà chúng ta đã dùng xong máy rồi, để cho máy nó nguội hẳn là chúng ta mới bảo dưỡng được máy. Thì chúng ta bật sang nấc số 2, cho máy hút nước lọc, cho máy hút vào một cái cốc nước lọc, chứ không hút tinh dầu nữa, vì đây mình đang bảo dưỡng mà, cho máy hút nước lọc nhá. Đó, nước lọc. Rồi vặn cái nút tròn này là máy nó tự hút thôi, để nó tẩy rửa các cái cặn của tinh dầu ra để cho máy hoạt động bền hơn.
Đấy, trên đây là Chiến đã giới thiệu tới quý vị và các bạn cái dòng máy xông khói khử mùi diệt khuẩn trong nội thất ô tô.